tôi vừa một cái chỗ cây dân cầu nha, anh em tự kiếm đề tắm nha. Thôi đây, qua đây có chỗ đây chống là nè. Cầu Khe Lạnh các bạn. Anh em ơi vô suối nha. Còn hai bên có hai cái container. Anh em vô suối chụp hình nha. Cầu Khe Lạnh. Ok. Trời ơi, cảnh này thì không ngán. Đây là cầu Khe Lạnh các bạn, nó có một cái thác rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Này là kiểu này là đi tới y tí chắc tới trưa quá. Đây là mới còn cách Mường Âm là 28 cây số. Quá là tuyệt vời luôn các bạn. Cung đường y tí Bát Sát Lào Cai là ở đây là cái cầu Khe Lạnh. Các bạn thấy là có cái ngọn thác này, rất là đẹp luôn. Rất là tuyệt vời các bạn. Khám phá y tí là rất là xứng đáng. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Cầu đi vô tí. Cái loại này đi vô tí các bạn. Đi qua mua rồi các bạn. Đây là con đường đi vào y tí các bạn. Bây giờ sương nó đang phủ cả đường đi rồi. Nhớ mình dừng lại để sửa soạn lương thực hàng ngày. Bạch su thì người ta mình hỏi người ta cũng bán cho mình. Thì anh Di Cộng hiện giờ anh đã tiếp xúc với người bán su rồi nha các bạn. Su bây giờ mình không cần. 10 ký. 5 quả thôi. Không đa lên. Mua 2 ký gì luộc luôn anh ơi. Ờ vậy mua 2 ký gì bao nhiêu? Chắc có chừng 5-10 ngàn ký không nhiều đâu. 10 ngàn một cân, 10 ngàn một cân, 20 ngàn được rồi. Ok, quá chuẩn. Đây, 67, 67, 52 ở thành phố với lại An Giang. Ồ dữ ha. Vậy lát rồi gặp không dính rồi. Rồi gặp hai phụ thủ là biển số 6752 các bạn. Thì cái biển số này thì ở An Giang với ở Sài Gòn, nhưng mà không biết là người chủ xe thì ở đâu. Tắt này luôn. Ủa tắt nè. Cái lạnh đó. Bỏ cái khí trời vô cho mát. Chỗ này đâu à, tắt rồi. Ừ. Mở cửa ha. Ờ, mở cửa cho mát. Cái trời nó sướng hơn chứ mắc gì đâu. Đâu có mưa đâu sợ anh Năm. Sướng không ạ? Ở đây có cái tảng đá gì ra quá đẹp nè. Ở trên tảng đá nó có cái cây, một cái cây. Ồ, đẹp quá. Chụp. Thấy lạ quá các bạn. Đây có cái mỏm đá nó ra. Rồi vô đó chú mua được các bạn. Rồi ở trên tảng đá thì có một cái cây ra. Ồ, quá đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn các bạn. Đậu đây thôi, chụp hình lưới tử anh Thành ơi. Em anh nhét hai xe vô. Tảng đá này nè. Tảng đá này có 102 á. Đá này là có 102 các bạn ơi. Trên tảng đá nó có cây chè. Ồ, cái xe sao là cập sát lại đi. Ồ, cái tảng đá này độc lạ quá.
nó có những cái bìa đá nó đưa ra nè các bạn, nó nhọn quắt luôn nè, nó như một cái tảng đá ra đó. Như này thì ta trồng su nè, đây là đường vô Mường Hum, Y Tý, Bát Sát, Lào Cai. Thấy có cái tảng đá đẹp quá, ngừng lại selfie chơi. Chào. Đi đây. Có đẹp luôn không chụp hình hả? Cái tảng đá này là có 102 nè, nó ve ra đường mà có cái cây chè cái gì mọc trên đây nè. Lạ, đọc lạ luôn á. Nói chung là khám phá ở đây thì rất là lạ các bạn ơi, rất là độc lạ. Đi khám phá ở Tây Bắc đây là rất là độc lạ luôn. Mà có cái chùm cây ở trên, nó cây chè cái gì các bạn, rất là đẹp. Từ Sa Phiên. Đây đường vô Mường Hum Y Tý các bạn. Bản xèo là 28 cây số nữa. Thì Y Tý là chắc có lẽ là khoảng 70 cây các bạn. Ở đây thì thấy dân bản người ta trồng trái su rất là nhiều. Đường nhỏ hẹp mà bị ổ gà ổ vịt. Các bạn thấy những cái túi túi người ta để bên đường này các bạn là su á. Cái su không á. Khu vực này trồng trái su nhiều. Đâu ăn ba đây được rồi đó ba. Đi đây được rồi ha. Đi để bắt thời tiết này mới được. Thì những cái con đường này mới trải nghiệm là đi quốc lộ không thì chả có gì trải nghiệm hết. Đường này không có tali nha. Cua dốc bên co là đường xấu á. Chung mình đi phượt là trải nghiệm nhưng mà trong cái tầm kiểm soát nha các bạn. Đây trồng su rất là nhiều nè. Ủng hộ người ta trồng su. Mường Hum 30 cây, sao nãy giờ thấy để Mường Hum 30 cây hoài ta. Nãy mình nói chạy đâu. Ở dưới là thấy trắng xóa luôn rồi anh ba. Thấy ở dưới trắng xóa luôn rồi. Giờ thanh thanh mắt mát. Giờ phải kiểm tra lại. Kiểm tra 4 tháng rồi đó. Thì đây lên luôn. Ê, từ từ thôi. Mình sâu quá ta. Không được. Kia hả? Sâu quá hả? Trắng xóa luôn các bạn. Ok, yeah. Mây này nó tối thui mà. Cái này là mây mù chứ không phải là sẵn mây các bạn. Cái này mây mù. Quá đã, quá đã. Có nhìn xuống cái... Thấy hay không? Cái quả đồi này. À, rau cải trời á, ăn được á. Rau này giống cái rau hôm đâu cái mẹt. Rau cải trời, rau đó tôi biết. Ủa này chặt lỡ nè. Đây là nhìn xuống một cái vực sâu các bạn. Nguy hiểm nha. Hướng xe mình chạy là hướng này. Mưa nó mới sạc chứ mình đứng đây đâu sạc. Cái thu cái là nguy hiểm thôi. Dưới lấy lên chỗ. Chỗ này xuống mây. Dài là hết hồn nha. Đó không? Ba chiếc luôn, ba chiếc luôn. Hay vậy nè. Cái đó quay về đây chơi cắm chạy cũng rồi á. Cái này cắm chạy ok á.
mát mẻ hơn. Anh Việt Cộng xin một tấm ảnh đây. Lấy ba chiếc luôn đấy, lấy ba chiếc mới đẹp. Hả? Đúng không rồi đó. Ba chiếc. Đây là cái cầu Khe Lạnh các bạn, đường vô Y Tý. Đây vô mừng hôm còn 28 cây số nữa. Nhóm mình đi tới đây thì thấy cái thác này đẹp, dừng lại để chụp ảnh selfie. Quá là đẹp, quá là tuyệt vời các bạn. Hết trên nè. Chưa hết. Thác quá đẹp luôn các bạn ơi. Thì cái cầu có cái thác này, nó có cái bãi đậu xe các bạn. Thì mình dừng chân đây thì nó có cái bãi trống để mình đậu xe đây. Thì cũng rất là an toàn. Quá các bạn. Trước tay người khi khám phá Y Tý các bạn. Nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Nó có cái cầu thang sắt để mình đi lên á. Rồi, nó có cái cầu thang sắt để mình lên cái thác á, thấy không? Đó. Đi lên đi. Thôi. Có chừng á. Thác quá đẹp các bạn. Đi vô cái thác này nè các bạn, nó có cái lối đi. Lối đi mình sẽ vô cái thác này mình selfie kỷ niệm khám phá Y Tý các bạn. Quá sướng luôn các bạn ơi. Đây là cái vật xuống đây là đi cẩn thận các bạn. Hai đứa đứng đây, 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 đ